mến, chào buổi trưa toàn thể quý vị. Chào mừng quý vị trở lại với kênh YouTube Tuyền Lê Cuộc Sống Châu Âu Hà Lan. Ngày hôm nay là ngày 18 tây tháng 6 năm 2023. Ngày hôm nay là cũng là ngày lễ cha, mừng cho các người cha. Nhân dịp ngày lễ cha thì Tuyền cũng xin chúc cho tất cả các anh, các chú, các bác cũng như là ba của Tuyền nữa là luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thật bình an và luôn sống hạnh phúc vui vẻ với gia đình mình. Hiện tại thì đang có mặt ở Amsterdam. Amsterdam mình lúc nào cũng đông đúc hết. Ngày hôm nay ngày lễ cha. Ngày hôm nay thì Tuyền không có tặng quà gì cho anh Viễn hết á. Berlin thì có tặng cho ba vài cái câu chúc thôi. Và Berlin có đặt một cái nhà hàng buffet để cho nhờ Tuyền á đưa ba đi ăn. Tại vì Berlin bận, Berlin không có đi chung được. Thành ra là món quà bất ngờ của Berlin nói là Berlin gọi điện đặt một cái chỗ này ăn buffet. Thì Tuyền với anh Viện và thêm một cháu nữa đó là tình cờ là cháu Dương. Cháu Dương hôm trước ở nhà của Tuyền á, thì cháu có gọi điện hỏi thăm. Sau đó là Tuyền cũng rủ cho Dương là có đi ăn với chú cô không thì đi luôn. Thì Dương nói là dạ con đi ăn luôn cô. Thì bây giờ hiện tại là Tuyền với anh Viện đến Amsterdam để đón cháu Dương. Rồi sau đó đó rời Amsterdam rồi mình sẽ đến một cái chỗ buffet. Cái chỗ buffet này tên gì và nằm ở đâu và có đồ ăn như thế nào thì Tuyền mời quý vị một tí xíu nữa cùng đi với Tuyền nhé. Cùng đi với Tuyền đến một cái quán buffet đó. Lâu lâu lắm luôn rồi Tuyền chưa có trở lại cái quán đó quý vị. Chỉ còn có 4 phút nữa thôi là đã đến chỗ đón cháu Dương rồi. Hiện tại Tuyền đang ở trong trung tâm Amsterdam. Hôm nay là ngày Chủ nhật nữa, thành ra là Amsterdam rất là đông đúc. Bij het stoplicht ga rechtsaf naar tussen de bogen en houd dan rechts aan naar Haarlem en houd rechtsaf naar buiten Dommerstraat. Ngày hôm nay nhân vật chính là ngày lễ cha, đây cha Viện. Một em nữa là cháu Dương. Lâu lắm mà cháu Dương mới xuất hiện trên kênh YouTube của cô Tiền đó. Bài này chắc bài quốc tế quá. Cái bài này có hãng nào lạ ha. Đón cháu Dương ở Amsterdam xong thì nãy giờ chạy cũng 20 phút rồi, chạy 20 phút gần tới chỗ World Buffet rồi. Cái này là ông bà mình hay nói là ăn một bát cháo mà chạy ba quãng đồng. Sau một hồi lái xe bây giờ đã đến nơi rồi đó, bây giờ là đi thẳng vào nơi buffet. Trước khi mình vô nhà hàng thì mình đi ngang một cái trung tâm ở đây cũng đẹp. Cái này giống như người ta kêu là trong cái nhà lồng á. Mà lâu rồi mới trở lại đây thành ra là không còn nhớ đường đi lên nữa. Ở đây là siêu thị Phô Ma. À trên lầu kìa ba. Như quán ăn trên lầu á. Vậy là mình phải đi ra ngoài. Cái nhà hàng nằm ở trên lầu nè quý vị. Trên lầu đó. Chỗ hết trung tâm mua sắm đi ra ngoài thì mình mới lên đi trên lầu của cái nhà hàng được. Bất cứ ở đây mà mình muốn đi ăn nhà hàng nào mình phải đặt trước nha quý vị. Nếu không đặt trước là mình cũng khó có chỗ lắm á. Mà đặc biệt ngày hôm nay là ngày lễ của cha nữa, thành ra nó càng hiếm cái chỗ ngồi nữa. Tiền đã đến cửa rồi, Bờ Phờ Hớp Viro Restaurant. Bây giờ mình tiến thẳng vào trong. Cô cảm ơn Dương. Nói cái tên mà mình đặt rồi đó thì ở đây họ kêu mình phải trả tiền trước. Mình trả tiền trước rồi mình ăn. Nhưng mà inclusive là drinking luôn hả? Inclusive là drinking. Tổng cộng là 125 đồng phải không Dương? 125 đồng cho 3 người.
2 tiếng rưỡi là cộng nước uống luôn. Chỉ trừ ra những cái nước nào mà như bia hay là rượu mà đặc biệt á, là mình phải trả thêm tiền. Cái này là tiền trao cháu múc á. Tuy nhiên là trả tiền xong rồi mới được vào ăn. Còn như mình các bạn ở đây, họ hỏi mình bao nhiêu người thì mình có bạn ở đây. Mình đến đây, khi mình đến đây mà họ tính giờ đó, thì trước tiên là mình tranh thủ mình đi lấy đồ ăn đi. Tại vì có 2 tiếng rưỡi, 2 tiếng rưỡi thì thật sự ra cũng nhanh lắm á. Trước tiên là tiền thấy ở đây là pizza. Pizza họ cũng nướng tại chỗ luôn. Đây là bánh mì. Bánh mì họ để bơ lên họ nướng nè. Và đây là thịt bò nướng măng, măng xanh. Tôm lụi sốt chua ngọt, tôi nghĩ vậy. Và đây là thịt vịt. Và đây là gà. Ở đây là bắp luộc nè. Ở đây là thì đang đi cái hướng này là hướng đồ của Tây. Nấm, gà chua. Đây là như là khoai tây nướng với phô mai. Thì thấy quá hấp dẫn lắm đó nha. Khoai tây nướng. À đó, khoai tây nướng phô mai quá hấp dẫn. Đậu que xào. Đây là cái bắp heo họ giống như là họ nướng trong cái vỉ này nè. Còn như cái đèn này nóng lắm luôn á. Và đây là cái món giống như là lasagna, lasagna của Ý nè. Và đây là thịt bò, bò viên họ cho vào trong cái nước sốt. Và đây là hoa. Cái nhà hàng này lớn lắm, rất là lớn luôn. Thì bên phía tay trái của Tuyền á, là cá sống. Đây là món cá sống. Có không? Đây là nui xào. Đây là xà lách. Những cái món này là những món xà lách nè. Xà lách của người Tây họ làm cũng ngon lắm. Tuy là cái quán này là quán của người Tàu, nhưng mà họ phải làm theo cái kiểu giống như là của người Tây đó quý vị. Đây là salad họ trộn nè. Có tôm, dưa leo. Cái này ngon lắm, tí xíu nữa tiền lấy. Và đây là có ô lai trong đây. Ô lai rồi cà chua, dưa leo và cái phô mai. Phô mai loại này ngon lắm. Ở phía bên đây là bánh ngọt. Ngày xưa đây á là họ có tôm hùm. Ngày hôm nay anh Viện đi thoáng ngang lên anh Viện nhìn á thì anh Viện thấy không có tôm hùm. À, ngày xưa là có đó quý vị, ngày xưa đây là có tôm hùm nè, họ luộc sẵn họ để trên đó đó để mà mình lấy mình ăn á. Nhưng mà ngày hôm nay anh Viện hỏi thì không có tôm hùm. Tất cả sushi. Đây là cá sống, cá sà lầm, ăn cho bạn đi. Đây là hàu. Bây giờ thì họ để cái này, họ để loại tôm này. Tôm này, ốc, chứ tôm hùm không có. Ngày xưa đó là cái buffet này nè. Tôm hùm đó là họ để thoải mái luôn. Ai muốn ăn nhiêu cũng lấy được hết quý vị. Là họ hấp á, họ hấp sẵn, họ chẻ con tôm qua làm hai, xong họ để trên nước đá, ai muốn ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Nhưng mà bây giờ họ không còn để tôm hùm nữa. Ở đây là mình lấy đồ để mà mình đưa cho họ, họ xào nè. Thì thấy hành phi nè, ớt xanh nè, rồi tôm nhỏ nhỏ nè, mình xào với mì đó. Nói chung ra là rất là nhiều các loại rau. Và đây là các món ăn làm sẵn. Con thịt bò nè Dương. Thịt bò.
Bữa nãy thì nhìn cái này thì tưởng là khoai tây, nhưng mà Dương nói đây là trứng. Đậu. Đây là thì nghĩ như là cá nè, cái cá phi lê á. Họ cũng làm ở đây. À, họ có cua nè, cua ngon quá nè, chứ tiền lấy cua quá. Rồi đây là tôm họ mới xào họ để lên nè. Có 2 tiếng rưỡi thì tiền tranh thủ thì quay cho quý vị xem để tiền lấy đồ ăn, tiền ăn. Đây là gà phi lê, họ cũng xào. Đây là sườn, sườn heo nè. Nói chung ra là ở cái buffet này thì thấy rất là phong phú đồ ăn. Đây là cánh gà, cánh gà Dương. Đây là cánh gà mà tiền thấy rất là giòn nha. Đây là thịt vịt. Giờ chú tiền vô đây thì lấy cánh gà. Hai cái cánh gà. Rồi lại đây thì lấy miếng sườn nữa. Sườn ở đây là gà luôn. Thì đây ra sườn họ cho ra đây mình lấy thử miếng mình ăn với cái gà xong. Và đây là cua, cái này là cua nè. Tại trên đĩa của tiền á là tiền lấy một cái trứng nè, hai cái cánh gà nè, đậu xào, nấm xào, cũng như là tiền lấy hai cái miếng cua. Tí xíu nữa tiền sẽ đến tiền ăn đồ ăn nóng, tại vì giờ này mà mình ăn đồ ăn nóng mà mình đứng mình chờ mình đặt rất là đông luôn quý vị. Bây giờ mình ăn cái đồ ăn làm sẵn trước rồi sau đó mình ăn cái đồ nóng nướng ở trên đó sau. Đến đây là cũng đúng là cái giờ đói của quý vị, bây giờ ăn chắc là ngon lắm nè. Rồi tiền mời quý vị nhé. Rồi cô mời Dương. Anh Việt thường hay thích ăn cái đồ nướng quý vị, giống như là thịt bò hay gì đó. Nên Việt vẫn còn đang chờ. Thì với cháu Dương đó, lấy đồ chín trước. Cô mời cô. Cô mời Dương. Cái nấm hồi xào cũng ngon lắm. Đây là đậu que. Giờ tụi ăn thử cái trứng này. Để nó bỏ trứng là cây. Dương cũng lấy thịt vịt nè, với sushi, với thịt bò xào măng. Giờ Dương ăn như thế sao, ngon không? Chính là cái ăn là điện ngoài của nó ra cháy cháy, ăn được giòn. Giòn giòn á, ngon hả? Nhưng không ngon thì đó, bao bao biển nè, thịt bò nè. Đi sức, có thể chú, mà không có cái xào bao. Có tiêu nè. À, xin mời quý vị nhé, cùng ăn buổi thời gian để chuẩn bị tiền. Ngày hôm nay là ngày của các ông các chú các anh. Đây, bà bè thử thịt bò cái. Đây, chúc sức khỏe. Uống đi, hồi cô lái xe về. Bà thấy ngon không? Này nó làm lửa chín lửa sống đó. Bò mềm mà cái quang cảnh ở trong này rộng lắm quý vị ơi, cái tiệm buffet trong này là nó rất là rộng luôn. Vòng một đã xong rồi quý vị, khi mà mình ăn xong thì họ đến họ tự dẹp những cái đĩa cho mình, mà sau đó mình tiếp tục mình đi vào bên trong đó mình lấy thêm đồ ăn nữa. Bây giờ tiền đến thì lấy xem ăn cái gì nữa nha quý vị nhé. Khu vực này là khu vực trái cây, ở đây là tất cả các loại trái cây họ trộn lại, còn đây là quýt và đây là trái vải, đây là trái đào, đây là trái lê và có dưa hấu, có nho, có kem. Đây là một cái tủ kem.
ai muốn ăn kem gì thì đến đây tự lấy nha quý vị nhé. Đó, đây là cái tủ kem, các loại kem ở đây, và có bánh ngọt nữa. Đây là sô-cô-la, đây là một cái quầy bar ở đây, và nước á, mình uống á, thì mình đến đây mình lấy nước ở đây nè. Đây là đĩa thứ hai của ba Viện. Đĩa thứ hai của ba hả? Anh Viện mới lấy thịt bò đặt cho Dương luôn. Anh Viện đặt đây là hai phần, một phần cho Dương và một phần cho ba Viện. Rồi chúc ba Viện ăn ngon. Dạ. Đây là nho, nho nè quý vị. Đây là những cái trái thanh long giả, họ để đây. Dưa hấu, dưa lưới. Bà lấy dâu cho cháu bà mà dâu hết rồi. Sau khi ăn đồ chín xong đó, bây giờ thì lấy đồ cũng vừa chín mà vừa sống quý vị. Trong đây có cá chích sống nè, cá hồi sống nè, ốc, tôm, sushi, gừng, dưa leo, cũng như là hành tây. Bây giờ thì mời quý vị ăn cái món này với tiền nhé. Bây giờ mình đi ra bàn. Tại vì họ tính vô trong một cái phần ăn của mình luôn rồi. Thì cộng với nước luôn 2 tiếng rưỡi là mỗi một người là 41 đồng, khoảng 41 đồng. Bây giờ tiền ăn cá sống nè, đây là cá hồi nè quý vị. Đây là cá hồi sống. Được mời quý vị. Khi mà cá hồi á, thì lấy á, là họ có chọn cái nước chấm đường. Cái nước chấm đường ở đây nè, mình cho lên đây. Và đây là gừng nè, gừng cũng làm nè, chua ngọt luôn. Bả Dương kìa, Dương ăn ngon không? Ngon không Dương? Ngon nhất là cái này. Dương thích ăn băng thịt bò nướng ăn. Bây giờ vòng thứ hai đã hết, bây giờ mua ba Viện đi lấy vòng thứ ba. Ngày xưa nhiều cái chỗ buffet đó quý vị, thì cái chỗ buffet mà gần nhà Tuyền á, thì họ để cá ở ngoài luôn cho mình lấy. Nhưng mà ở trên này á, là họ để trên cái bảng này nè, họ để trên cái bảng này. Khi mà mình ăn á, thì mình đến mình đặt. Thì Tuyền rất là thích cá, thành ra là Tuyền đặt cá và tôm. Thì khi mà mình nói với anh chàng đầu bếp này á, thì anh lấy xong rồi anh để đây nướng nè. Thì thấy là họ đặt cái cá này rất là nhiều, tại vì cá này rất là đắt. Và tôm nướng và cá nướng. Ở bên kia thì anh kia đang nướng ở bên đó. Những cái đồ ăn mà mình làm sẵn nè, ví dụ như mình lấy mì hay là udon đó, mì udon đó, xong rồi cái mình lấy những cái này mình đưa cho họ xào. Ở đây thì thấy là nấm rơm nè, bắp non á. Ở đây thì đồ hải sản. Đây là tôm, đây là cá, đây là cá, ở đây là thịt gà, ở đây là thịt bò, dạ, ở đây là mực. Lần thứ ba vẫn thịt bò. Thịt bò vẫn ngon đó. Còn đây là sâm bao này. Ở nhà cũng có thịt bò đó nhưng mà làm chưa có ngon giống như anh Viện anh lên đây nè. Rồi một lần nữa chúc bạn ngon. Đây là khoai tây chiên. Đúng rồi, bà lấy miếng nào khoai tây chiên bà. À, đây là chuối chiên, đây cái miếng chuối chiên. Chắc này lấy miếng chuối chiên thử. Chuối chiên, lấy miếng. Cái này là chả giò nhỏ nè, chả giò mini nè. Và cái này là bánh cam. Còn cái này là ở trong là phô mai. Phô mai khi mà mình cắn ra đó, nó chảy ở trong này ra nè.
Rồi cái bánh này thì cũng là cái loại vỏ bánh chả giò mà họ làm cái hình tam gia tam giác. Và đây là hoành thánh chiên nè ba. Ba lấy cho em thử miếng cái hoành thánh chiên đi. Ăn cái này là chủ yếu là cái này nó giòn ba. Cái này chủ yếu là nó giòn, ăn giòn. Chứ cái nhân trong này thấy nhỏ lắm. Và đây là tôm chiên giòn. Và đây là mực. Cũng là mực chiên giòn nè. Nhìn giống cái bánh cọc quá. Và đây là mực. Đây là thịt xá xíu. Thịt xá xíu. Và đây là giống như há cảo nướng á. Đây là cũng là thịt heo. Thịt heo mà thì thấy nóng quá nó khô luôn. Cánh gà thì thấy cũng ngon. Rất là được, ăn được. Cua nè thì thấy cua ngon lắm. Mà tiền ăn thì sợ nó mẻ răng quá. Cua rất là ngon. Cái này là cái gạch của nó nè. Cái gạch cua nè. Càng cua cái lưng cua. Tại nghĩ cho tại lấy một cái lưng cua đi. Tại thì thấy cái lưng cua ngon quá. Thì không ăn cái càng đâu cứng lắm. Mà thì ăn cái lưng thôi. Đó. Wow. Thì xem nó coi. Cái này là ớt chứ phải gạch nha quý vị. Ớt. Thì lấy hai cái lưng. Cái này đó là đủ món ở trong này luôn đó quý vị. Đây là cơm trắng. Đây là cơm chiên. Đây là mì xào. Hình như đây cũng là mì xào nè. Đó, nhưng mà cái cọng mì này nó to hơn. Thì thấy là hôm nay là ngày lễ cha thì thấy rất là đông. Cái chỗ thì nướng này thì đang chờ nè, chờ sắp sửa xong rồi. Sau khoảng hơn 5 phút chờ thì bây giờ đã xong rồi quý vị. Dạ. Là họ hỏi mình đó là lấy tỏi không? Thì nó lấy tỏi với hành. Cô máy. Xong rồi quý vị. Một con cá lưỡi trâu với 5 con tôm. Cái món này thì mê lắm, thì rất là mê luôn. Cái này là cái lưng của con cua. Này đây có bánh giá. Cua hát mà bánh giá. Nào có một cái cam. Cái lưng cua nó gặp là luôn. Quá trời gặp luôn. Mềm này, ngọt tươi ấy. Ăn rất là ngon, mềm. Không biết mà. Ăn một quả đuối luôn. Rồi, vậy thấy còn toàn là xương.
đây là vòng thứ ba, mà vòng thứ ba là đủ rồi đó, mà chưa đến mới có hơn tiếng gì chứ gì, mà mình được vô đây là 2 tiếng rưỡi, tuy nhiên là mình hiện tại là mới có chưa được 7 giờ nữa, còn 1 tiếng đồng hồ nữa mà tất cả mọi người đã no rồi. Cái người Việt mình ăn không có nhiều bằng người Tây, thành ra là ăn những cái này á thì người Tây vào đây á lời hơn là người Việt Nam của mình. Bây giờ tiền đi rửa tay và tiền sẽ ăn đồ tráng miệng. Sao có cái miệng 2 tiếng đi. Hiện tại thì đang lấy trái cây nè quý vị, trái cây tráng miệng rất là chất phụ của anh đó. Cái này gì? Cái này là trái đào. Cái này là trái lê. Rồi đến kia là miếng nho. Cái này nho. Miếng dưa. Dưa này là dưa lưới. Rồi dưa hấu thì ăn nó no lắm. Tại vì dưa hấu ăn rất là no. Rồi giờ bà bị lấy kem. Lấy mango. Mango này nè. Cái này nó nhiều cái lắm nè, cái màu trắng nè như là du khuẩn, cái du á. Cho bà giúp cho em cái du đi. Cảm ơn bà. Như kem trắng hay kem dừa lắm. Sau 3 tháng sau ngày hôm nay là ngày lễ của cha đó, bà thấy đi ăn vui vẻ không? Trước tiên là cảm ơn Tuyền và Bé Linh đã lo cho ba ngày hôm nay quá đầy đủ luôn. Thật ra rồi rất là ngon. Trả tiền trước rồi ba viện cho lại. Kem ngon lắm, kem rất là ngon luôn. Trời nóng mình ăn kem rồi. Cái vải này là bà. Chưa đến giờ mình chưa hết giờ ăn. Nhưng mà no quá rồi, bây giờ phải đi về. Đi về sớm một xíu. Dương thì về lại chỗ Dương ở. Còn Tuyền với Viện thì về lại nhà, là ở dưới Hua Rình. Còn Dương thì Dương về ở Abdurin á. Abdurin. Dạ. Rồi hẹn gặp lại Dương lần khác. Chú Viện ngồi dài chuyện kìa. Ngày của ba cái nhìn thấy ba sạch sẽ và đẹp hát cái nhau thôi. Rồi dạ, thì quý vị xin chào tất cả quý vị nhé, cảm ơn quý vị đã dành thời gian báo và xem kênh YouTube của Tuyền cũng như ủng hộ gia đình nhỏ của Tuyền trong suốt thời gian qua. Thì xin hẹn quý vị vào clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye.